Xin chào quý anh chị và các bạn, tôi tên là Trần Văn Chí Thanh. Thanh là chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Thanh đang làm việc tại công ty trách nhiệm hạn OBS và hiện đang phụ trách tại khu vực huyện Châu Thành của tỉnh Trà Vinh. Trong video ngày hôm nay, Thanh sẽ chia sẻ đến quý anh chị các bạn một khách hàng nuôi tôm thành công tại ấp Vang Nhất, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành của tỉnh Trà Vinh. Thì anh nuôi tôm trên ao đất hoàn toàn và anh sử dụng thuốc 100% OBS và giống OBS. Thì diện tích ao anh đang nuôi là 3.000 mét vuông và anh thả 150 bot OBS và khuyến mãi 100% đó là ra 300 bot. Thì hôm nay 64 ngày tôm đã về sai 64 con. Thì anh chịu các bạn theo Thanh đi ra thăm tôm. Thì hôm nay do sáng không có đánh lân tụ lên, nước rất là đục. Rồi đây là anh Phước, chủ ao. Hôm nay 64 ngày và về 64 con. Tôm chắc là đều đều chắc. Rồi ok, em qua nhắm nè. Nay mà cân lại chút dưới 64. Hôm qua là ngày nhiêu ký nữa? 140 kg. Rồi mình đi vô. Rồi đây là các cái sản phẩm mà anh xài trong vụ nuôi. Nhiều nhất đó là Heberhop tạc gan, là anh tạc định kỳ. Rồi các cái dòng là Canxiwat khoáng sữa, Biotic One, Canodinon, Biogon, Induli, Micagen, Lactelut nước, Buhuta, Epicindy. Em chào anh Phước. Thì trong quá trình mà mình nuôi tôm, đặc biệt là nuôi ao đất hoàn toàn, ở giai đoạn mùa mưa rất là khó nuôi, như là mưa thì tôm phèn rồi xuống, rồi những nguồn bỏ không trôi xuống rất là nhiều, thì làm cho ao mình tích tụ khuẩn rồi phèn nó lên cao, làm chúng ta nó xảy ra nhiều chuyện rất là liên tục trong việc nuôi. Thì đặc biệt là nó trở gan, thì trong quá trình nuôi thì em nhớ là tôm chúng ta nó bị gan 2 lần, thì anh đã giải quyết như thế nào hết? Dạ, cũng tạc theo tôm hết. Dạ, với thằng hơi cua. Dạ, thằng hơi cua thì dạ, buổi trưa mình cũng có tạc thêm beta lutein hoặc là C. Hôm qua được hai rút giai đoạn khó khăn thì tôm ta hôm nay 64 ngày vừa 64 con cũng rất là tuyệt vời. Thì với cái giống OBS á, hiện tại thì anh thấy cái tốc độ phát triển là chưa con quá tốt luôn, quá tốt luôn. Đây là dự sao đặt OBS thả tiếp, thả tiếp nữa. Rồi dạ, rồi cảm ơn anh. Rồi em chúc anh có những vụ mùa thật là thành công. Và vừa rồi đó anh Phước là khách hàng nuôi tôm thành công của cửa hàng OBS Vinh Chim. Thì đây là anh Minh, quản lý cửa hàng OBS Vinh Chim. Thì anh Minh phụ trách cái khu vực đó là xã Vinh Kim của huyện Cầu Ngang và Châu Thành phía bên đất liền. Thì anh chị các bạn ở trong khu vực này cần hỗ trợ thả giống hay là hỗ trợ kỹ thuật, cần phục vụ một cách tốt nhất, hãy liên hệ với anh Minh qua số điện thoại 036 345 9205. Rồi thanh chúc anh chị và các bạn có một vụ mùa thật là thành công. Thanh cảm ơn chị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn lại anh chị và các bạn vào những video tiếp theo.